từ cái góc nhìn, từ cái vị trí của người xuất bản cái quyển sách Đèn Cù, thì hiện nay khi mà ngay trong cái đợt đầu xuất bản này thì anh Thái có nhận định gì và thấy người ta cái quan tâm của công chúng trong và ngoài nước như thế nào đối với tác phẩm này? Thưa quý thính giả của Đài RFA và anh Kiến Hòa, với hầu hết những độc giả đã mua cuốn sách Đền Cù mà chúng tôi được dịp và gặp gỡ tiếp chuyện đó, thì họ đều thích thú cuốn Đền Cù ở hai điểm chính. Cái điểm đầu tiên là những cái sự kiện mà tác giả Trần Đính đã đưa ra trong cuốn Đền Cù này. Những sự kiện này có nhiều cái không xa lạ đối với người đọc. Tuy nhiên, ở những nguồn tin của những tư liệu khác thường thường trích từ một cái nguồn mà không phải trực tiếp như là tác giả Trần Đính. Chúng tôi có thể đưa ra tối thiểu là hai thí dụ sau đây. Cái thí dụ thứ nhất là người ta có thể đọc ở nhiều cuốn sách khác nói về cái sự kiện mà trong cái đợt phát động cải cách ruộng đất đó, thì nhà nước Cộng sản Việt Nam đã bắn một người đầu tiên, đó là bà Nguyễn Thị Năm, là một người đàn bà giàu có ở miền Bắc, đã từng nuôi không biết bao nhiêu bộ đội Việt Minh trong công cuộc kháng Pháp từ năm 1940. Nhưng mà ít có ai kể lại được cái sự kiện mà bà Năm đã bị bắn như thế nào. Cái việc mà ông Trần Đính mô tả lại bà Năm bị bắn xong, thân xác của bà quá lớn so với một cái quan tài bằng gỗ nhỏ, thì ba người trong đội cải cách ruộng đất đã đứng dậy và dùng chân dập nát xương của bà cụ Long này và nhét vào trong quan tài. Cái sự kiện thứ hai là người ta hay nói đến cái sự việc là ông Hồ Chí Minh chỉ bị áp lực bởi Trung Quốc mà đành lòng phải bắn bà Long mà thôi, bởi vì bà Long là người đã từng nuôi nấng những cán bộ cao cấp nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, kể cả từ ông Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Lương Bằng, vân vân. Nhưng mà ông Trần Đính đưa ra một tài liệu hiếm có, đó là trên tờ Sự Thật, mà lúc đó ông Trần Đính là một biên tập viên. Ông có biết có một bài viết được ký tên dưới bút hiệu là CB, và bút hiệu là của ông Hồ Chí Minh. Nội dung của bài viết là lên án địa chủ và lên án đích danh bà Nguyễn Thị Năm. Điều đó cho thấy rằng dù là bị áp lực của Trung Quốc hay là tự ý, thì ông Hồ Chí Minh cũng là người chủ mưu trong việc bắn một người mà đã có công rất lớn ở trong công cuộc kháng Pháp. Mà đó là chưa kể bà Long, bà Năm đó là người có một hai người con trai mà một người đã lên tới cấp trung đoàn trưởng trong trận đánh ở Điện Biên Phủ. Một cái sự kiện thứ hai là từ trước tới giờ thì người ta hay nói đến ông Lê Duẩn là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đó, là người đã cương quyết chống lại Trung Quốc qua cái trận đánh năm 1979. Nhưng mà qua tài liệu của Trần Đính đó, thì chúng ta thấy rằng cái thời năm 1950 thì ông Lê Duẩn là người hết lòng đi theo Trung Quốc. Và ông Lê Duẩn đã viết ra rằng Mao Trạch Đông là một Lenin của phương Đông. Và tất cả những cái gì của Trung Quốc đều được xem như là một mẫu mực mà Đảng Cộng sản Việt Nam phải theo. Chính ông Lê Duẩn là người đã ra lệnh bắt giữ tất cả những người thuộc cái nhóm gọi là xếp lại chống đảng, tức là chống lại cái nghị quyết số 9 của Đảng Cộng sản Việt Nam muốn tấn công miền Nam bằng võ lực. Thì thưa quý thính giả Đài RFA và anh Chính Hòa, cái phản ứng của người đọc về những sự kiện nó rất là thích thú và họ cảm ơn tác giả Đền Cù là ông Trần Đính. Cái điều thứ hai, một số những nhà văn cầm bút tại hải ngoại này khi đọc cuốn Trần Đính đó cũng nói rằng cái điều đáng tiếc là ông Trần Đính đã sinh ra trong một đất nước chiến tranh như vậy. Chứ nếu bình thời ông dùng tất cả khả năng của mình để viết thôi đó, thì ông đã trở thành một vài nhà văn lớn. Bởi vì ông có một văn phong đặc biệt Trần Đính mà không có người nào có cả. Ông có một văn tài mà những người cầm bút mà chúng tôi được dịp tiếp xúc tại quận Cam miền Nam California đều tỏ ra thán phục trên kiến hoạt. Vâng.